xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Thì hôm nay mình làm cái món trứng gà vườn. Mua được 100 trứng gà vườn này thì nó ngon hơn trứng gà công nghiệp. Thì mình có chuẩn bị đây là tiêu, bột ngọt hạt niêm, hành phi với ngò gí với hành lá. Đặc biệt là cái này, cái lá dứa mình giải nhuyễn ra, mình dắt lấy nước cho nó thơm, mình tạo màu lên cho nó đẹp. Hai anh em đếm lên thôi, anh đếm lần 5 năm anh thôi, 5 năm cho nó dễ. Thế này thì mình quay mình chế biến cái này thì mình nói là 100 trứng. Và nhiều khi mình quay á mình đập ra rồi mình chế biến là công đoạn nó hơi dài, thì nó cũng không sạch tới lắm. Và nhiều khi mình làm món ăn mà thì cũng quá chị bạn thông cảm. Thì 100 trứng là mình làm thật tới luôn. Nhưng mà cái lên lúc mà chế biến ăn cái này thì nó cũng không thật tới lắm. Trong đỏ ra đỏ trắng hay trắng, chắc là mình cho hạt niêm vô lần hai luôn. Tiêu ngọt cũng vậy, phải chia làm hai hết. Đây hành tím bóp cho nó nhuyễn luôn, hành tím phi. Lá cũng vậy, lá ngò gí, quay cho nó tan đều luôn, ngọt thì luôn hết luôn đó. Lá dứa để mình cho miếng đồ ăn vô đây, đồ ăn vô cho nó đừng có dính. Cho vô đây mình hấp cách thủy.
nắp lại, hấp cách kiểu. Wow, bung như là bánh bánh lá vậy. Rồi mình lấy ra. Trời ơi, vô. Thêm lớp nữa. Gán gán nè, khớp mong mình khớp thêm lớp nữa, lớp nữa mình nghĩ chắc hết ạ. Dùng dung chút quá. Wow, đầy đủ. Còn lớp nữa hả? Đây cứ ngắt cái mâm luôn. Dung cái này nó mà chín nữa nó nở lên dung luôn. Hồi nãy mình đổ là còn không xếp xếp nở luôn đầy. Cái này nó nở lên cái đó là dung luôn. Mình lấy ra nãy giờ để nguội. Wow. Dạ, hàng đây. Wow. Nhìn giống bánh mặn. Còn nóng quá. Dạ, hấp dẫn luôn. Thôi bao nhiêu quá trời. Nuôi không miếng nữa. Có cách đặt cực kỳ. Ê, anh ba, mình thấy lạ lạ không ba? Ừ, thấy lạ, nãy giờ nuôi không miếng dữ lắm. Mình đã trồng lại hai lớp luôn đó. Nó tặng anh lắm nè. Tặng là nhẫn nè. Tặng là nhẫn phải không? Ừ, tặng nhẫn. Cái này em nói cho anh biết là cái này rất là khó. Hột gà mình ăn một hai hột là bình thường. Cái này số lượng quá lớn, 100 hột. 100 hột mà cái này béo lắm đó nha anh ba. Cũng ráng béo ăn ngán nha, anh này hơi ngán á thì cũng ráng cố gắng. Bây giờ anh được 25 phút lụm sao lụm hãy đồng ý thì chơi cùng ý thôi. Không, nha lụm liền lụm phải không? 25 phút có mấy tờ bát thì hai tờ ha. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn dùng hút gà hấp. Rồi chuẩn bị đi, 1 2 3 25 phút. Rồi sao cái này thì hút gà thì nó bình thường nhưng mà cái này số lượng quá nhiều như này nó thành nó ngán luôn. Này khỏi chấm gì mình ốp là vừa ăn luôn à. Vừa ăn không con? Vừa. Nó còn hơi nóng. Hơi nóng, để em gọt vào cho. Nóng không? Nóng. Anh ăn này anh gọt cho. Như là bánh gà lợn vậy. Nhiều lắm á. Quá quá đã luôn. Thơm không? Thơm ngon lắm ạ. Thơm ngon nhưng mà cái kèo này cũng không thơm lắm thôi mà. Ngon lắm ạ. Ăn cái này rất là ngán. Ta ăn một hai hộp thôi, liền tức 100 hộp. Nhiều khi số lượng lớn như này, đỡ anh ba ăn không kịp giờ. Thì cũng rất mong các bác chị bạn thông cảm cho anh ba. Để số lượng thì mình nghĩ số lượng bao nhiêu là anh ba ăn hết. Nhưng mà hãy mình đợi 50 phút á, thì nó quá bình thường, không gọi là thử thách nữa. Bây giờ mình đợi 25 phút thôi. Vừa nóng, vừa béo, có độ ngán. Mình để nguội quá thì ăn nó sẽ tanh. Nên là mình để dành bỏ ăn hơi nóng nóng vậy.
nóng mỏ quá. Nóng mỏ cho hơi nóng miệng à. Siết giữ luôn là ngán nè, béo nè, nóng nè, thời gian nè. Bánh ba màu. Này là nó vừa thơm một cái mùi dứa tiêu cộng cái có hạt nêm bột ngọt nó vừa ăn. Cái này mình cũng nằm đêm mình suy nghĩ thôi, làm đại. Giờ thì cái món ăn của Việt Nam mình nó đa dạng phong phú lắm. Nghĩ sao mình làm vậy, nhiều khi cũng không đúng rồi, bậy bạ, cũng nhiều khi cũng quá chịu bạn thông cảm. Nhưng mình nghĩ chắc ăn ngon, nhưng mà cái này thì chắc không có trong sách vở. Cầm lâu cũng nóng à.
uống nước cũng ngơi thật, uống chỉ một hớp nhẹ thôi để cho có nước trong miệng nuốt, không uống nhiều, uống nhiều là no. Số lượng này là cũng quá hớp. Nó làm kiểu là béo thiệt. Béo à? Ừ. Em nói anh nói béo dữ lắm, béo tại cái hột gà vi si. Béo ngán. Thì hôm nay thử khó anh bữa. Chắc phần nữa rồi đó, có phần nữa rồi đó, tại vì còn 7 miếng, phần nữa.
cái này ngán chứ lắm ngán thì ăn là khó dữ luôn, giờ mình ăn chắc cục lắm á, cố lên thôi, không cố là sẽ không vượt qua thử thách này, còn là 9 phút thông báo cho anh luôn, 9 phút là mò còn ở ngoài 4 cục nữa. Đang cố mà tại sao nó béo nó ngang quá lố. Quá béo luôn. Bây giờ cái này nó còn dữ hơn mỡ heo nữa. Dạ. Lâu lâu phải thử độ khó cho anh một lần chứ. Tốc độ chậm lại. Năm phút 4 cục á, không kịp. Phải thử coi mới biết chứ anh. Phải mở heo uống hết luôn. Mở heo uống hết à? Mở heo phải thử đâu khó cho anh bữa chứ. Ngán chứ đó hả? Ngán, giữ nó ngán. Béo quá béo mà. Đằng nào cũng ăn không kịp thời gian, ăn thì ăn hết cục đó đi rồi kết thúc clip. Hết cục đó nổi không? Bẻ qua bẻ còn ngán dữ lắm rồi. Ngán dữ lắm rồi, vậy là ngán phải không? Ừ, đầu hàng phải không? Đầu hàng. Đầu hàng với đồ kiện phải không? Rồi. Coi như là phần thưởng là em không hôm nay. Rồi, không có gì đâu, không phải. Thì theo đâu cho lấy phần thưởng này, lấy phần thưởng à? Theo lấy lại phải lấy không? Không cho em lấy phải không? Ừ. Hôm nay em ba là đầu hàng. Đầu hàng với mình là vô điều kiện luôn. Quá, cái này quá khó. Bây giờ để 50 phút mình nghĩ vậy cũng không nổi rồi, ngán dữ lắm rồi. Quá đỉnh ngán rồi, bây giờ cái này nó béo hơn cái mỡ heo nữa. Một lần nữa cũng rất mong các bác chị bạn thông cảm, tại vì mình thử thách mà.
Thì đôi lúc thì cũng có hết, có lúc thì không hết, mới gọi là thử thách. Hai anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe, dầm năng, chào lại, bye bye.